Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Và hôm nay nhiều tiền quá, vào xả bớt cho anh em. Chiếu đấy, vừa gọi là soi cầu và ra thì đang sờ kết con này thì không biết là như nào đây. Một ăn cả, được ăn cả, ngã về ăn bò bòi, ăn ức, được chưa? Được ăn cả ngã ăn away ăn ít đấy. Xem nào, ú hòa luôn nào, ú hòa không, ú hòa luôn anh em ơi, ú hòa luôn, ăn 100 m. Ok, thì hôm nay giới thiệu với anh em cái phương pháp. Đó là cái phương pháp tôi mới nghiên cứu ra, cực kỳ uy tín, cực kỳ bú liếm nha các bạn. Rồi, về mô tô thôi anh em ơi, chuẩn bị đi mô tô thôi. Thì anh em với cái phương pháp này anh em tính cho tôi nha, là anh em sẽ soi cái cầu ở trên này. Đấy, nó gọi là phương pháp bảng vị ấy nha anh em. Phương pháp bảng bảng vị. Đấy. Mẹ, sướng quá, díu hết cả lưỡi. Ok, thế là tôi vừa từ 10 m tôi đánh lên hơn 200 m đấy anh em ạ. Nói không phải mê tín nhưng mà vừa ngồi một lúc đánh lên hơn 200 m đây này. Ok, thì đây anh em lấy cho tôi này, anh em soi đúng cái điểm này thôi, điểm trên này, tất cả mọi cái là tôi đã tính hết cho anh em rồi và kết quả nó trả ở trên này nha anh em, được chưa? Nó không phải trả ở hàng thứ hai, nó trả ở trên đầu này. Thì đánh như nào đây ạ? Anh em nhá, anh em đếm cho tôi cái điểm trắng trắng này. Đấy, cái điểm trắng. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6, 7, 8, 9 điểm. 9 điểm thì dưới 10 điểm thì anh em đánh vào tài, mà trên 10 điểm thì anh em đánh vào xỉu. Nếu mà ra 10 điểm thì anh em không đánh nhá, được chưa? Tay này đánh vào tài tiếp này. Làm luôn 10 m cho nó tín, được chưa? Ôi ơi, mẹ mai mô tô rồi anh em ơi. Đấy, cái phương pháp này thì anh em đừng có vung nhá. Quả vừa nãy là tôi kết lắm thì tôi mới vào đấy. Kết lắm thì tôi mới vào đấy. Rồi xong là lên lên video cho anh em luôn. Định là thôi, định rút tiền xong đánh bé bé thôi cho anh em đỡ sợ. Chứ mà đánh tiền to này nhiều anh em lại lại ấy quá, lại bảo thằng này bịp. Thì đấy, anh em cứ tính, cứ đếm như thế thôi và đánh theo như thế là ok, được chưa? Là mút mút luôn đấy, lại bảo bịp đi, lại biểu lại bảo bịp đi, mẹ. 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9, lại 9 tiếp, 9 lại vào tài tiếp đấy, ok chưa? Lại 10 m, lại múc, được chưa? Đánh nó phải gọi là nét, anh em hiểu không? Một khi mà tôi đã lên phương pháp, tôi đã ra nghiên cứu phương pháp cho anh em nhé, thì để mà nói ấy, anh em hiểu không? Nó gọi là quá là đẳng cấp luôn đấy. Anh em nào mà đánh theo cái này mà ok á, comment xuống dưới cho anh em khác biết nha, được chưa? Tôi đã ngồi phải nghiên cứu cái quả phương pháp này hơn tháng rồi rồi và gọi là cực kỳ là bú sở liếm luôn để mà nói. Nếu như mà gãy cái này nó vẫn có tỷ lệ gãy nha. Anh em đánh 10 tay thì nó sẽ gãy đâu đấy khoảng tầm 3 đến 4 tay. Đấy, đấy nếu như mà anh em đánh bình thường, đánh đều tiền. Còn nếu như mà anh em chơi theo kiểu gấp thép đấy thì gần như là không có tay gãy. Bởi vì là con này nó có gãy ấy, nó cũng chỉ gãy được khoảng tầm 2 tay thôi. Nên anh em cứ bắt vào cái cầu này thì anh em gọi là hai tay gấp thép cái thì quá là đơn đúng không? Đấy. Nhưng mà ông nào nhá, ông nào chỉ chống chống chỉ định, những cấm ông nào mà vào đây mà vung tiền nhá, được không? Không có, không bao giờ mà mẹ gọi là vốn có 100 triệu vung phát mẹ 50 triệu cái thì lấy đâu ra mà đánh tiếp nữa đúng không? Đấy, nên anh em phải dự trù cho mình phải ít nhất phải tầm 4 tay gấp thép cho tôi đấy, 4 tay gấp thép. Ví dụ anh em đánh 10 m thì tay sau anh em đánh, nếu mà gãy anh em đánh 20 m, tay sau nữa đánh 40 50 m đấy, thế còn tay cuối cùng là anh em đánh 100 m, tức là phải rơi khoảng tầm đâu đấy khoảng tầm đôi trăm triệu. Nếu như mà anh em đánh 10 m như tôi thì cái vốn của anh em phải đôi trăm triệu, được chưa?
Quên 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 quên. Tay vừa nãy ăn nhỉ? Tay vừa nãy ăn. Quên lại không tính tay vừa tay để mà vào. Đấy nó lại ra một con tài tiếp này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9. 9 tay này đánh tiếp con tài này. Được chưa? 9 đấm tiếp tài. Vẫn cứ 10m mà diệt thôi. Đấy. Vừa nãy là ăn đôi chục mờ rồi, đúng không? Ăn đôi chục mờ rồi. Bây giờ làm nốt tay nữa thì chắc là nghỉ thôi anh em ơi. Nghỉ thôi, đi mua xe ô tô thôi. Mua Eto. Đấy. Mẹ lâu lắm rồi mới mới có cái cảm xúc mà thăng hoa như thế anh em ạ. Mẹ vừa vào phát bú ngay. À đâu, không phải là vừa vào mà mở video ra cho anh em gọi là tí tận hưởng anh em hiểu không? Cho anh em tí tận hưởng. Tôi sẽ lan tỏa cái niềm vui này cho anh em. Đấy. Và lan tỏa cái phương pháp mà tôi đang chơi, đang bú liếm cực kỳ mạnh này cho anh em. Đâu rồi? Húp tiếp như còn sao nữa. Được chưa? Không phải là vì là nó đang bệt cầu mà tôi bắt vào, mà tôi soi ở đây nha anh em. Tôi vẫn đang soi ở đây cho, nó vẫn đang đọc cầu cho anh em. Đấy, được chưa? Nào này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tay này bẻ vào xỉu luôn. Được chưa? Chốt đơn. Ui, đánh mẹ phát chốt luôn đi anh em ạ. Ui, quá rồi. Tôi đánh luôn phát 50, chết mẹ luôn, vào mẹ đi. Riêng để tầm này để mà nói anh em hiểu không? Cái phương pháp này nó chỉ xịt được đâu đấy khoảng tầm mẹ. Căng lắm là xịt hai tay liên tiếp, còn không á bú liếm liên tục đấy. Nào 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 nào, này thì nào, ê tô rồi, chuẩn bị mua ê tô anh em nhá, chuẩn bị mua ê tô này. Ui rồi, ê tô có rồi anh em ơi, có ê tô rồi. Được chưa? Quá là uy tín luôn nhá. Rồi. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo nhá.